Rồi hôm nay mình tiếp tục xuống đây thì cũng kinh ngã cại ha bạn. Ngã cại ở xã Đông Nguyên này ở An Biên nha bạn. Đó mình tiếp tục quay cho bạn con 09 đang muốn check in nữa nha. Bên kia không có lộ các bạn. Kinh này rất là nhỏ luôn nè. Bên đây thì có lộ nè các bạn ha. Bên kia không có lộ. Dưới đây thì vuông tôm nhiều các bạn, bên kia vuông tôm. Xế giờ mùng 1 giờ mấy cũng chưa cái nghỉ trưa nữa các bạn.
mình xin kết thúc video nha bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.